Xin mến chào quý vị khán giả đang nghe chuyện trên kênh YouTube Audio Kiếm Hiệp thân mến. Mời quý vị và các bạn chúng ta cùng tiếp tục đến với tập 363 của bộ truyện Tiên Hiệp Dài Tập Nhân Đạo Chí Tôn, tác giả Thạch Trư, qua giọng đọc thể hiện MC Khánh Duy. Trước khi nghe chuyện, các bạn hãy bớt chút thời gian nhấp like, share và comment cảm xúc của mình sau khi nghe xong chuyện. Các bạn cũng có thể donate, ủng hộ, động viên cho Khánh Duy bằng các hình thức đã được ghi dưới phần mô tả. Mọi sự ủng hộ quan tâm của quý vị, Khánh Duy xin chân thành cảm ơn. Và bây giờ, để không mất thời gian, mời quý vị và các bạn chúng ta hãy cùng tiếp tục lắng nghe, theo dõi những diễn biến tiếp theo của câu chuyện ngay sau đây. Tiếp theo phần trước, lại nói, lúc bấy giờ, Hách Liên Khuê Ngọc lập tức thống lĩnh 400 vị đại đế của Hách Tư Thị và hơn 1.000 vị đại đế đi theo thiên hướng về các tòa thần thành Càn, Khôn, Tốn, Mông, Nhu, Tụng, vân vân. Vân Quyển Thư đã bị lục đạo giới giữ chân, bọn họ xâm nhập, ảo ạt là có thể công phá những thần thành này. Khi thần thành bị phá, thần thành quan trọng nhất của vũ trụ thiên đồ của Vân Quyển Thư bị phá sẽ khiến cho đại trận hoạt động bất ổn. Khi đấy, chính là lúc thế như trẻ tre công phá toàn bộ thần thành cho tới bát quan. Đúng lúc này, các thần thành như Khiêm Dự, Tùy, Cổ, Lâm, Quan, Phệ Hạp, Bôn, Bác đột nhiên biến đổi từ khu thứ bảy luân hồi bỗng vào trong lục đạo giới. Các vị đại đế trong thần thành dẫn vô số thần binh thần tướng phát huy uy lực thần thánh nghiền nát các tòa lục đạo giới. Các tòa thần thành xuyên qua gáy các vị thượng cổ đại đế bắn ra từ sau gáy, hủy diệt nguyên thần của những vị đại đế đó. Cùng lúc đấy, các tòa thần thành như Càn, Khôn mà chư đế Hách Tư Thị đang tới cũng xảy ra kịch biến. Từ vũ trụ cổ chìm vào khu thứ bảy luân hồi, chư đế đuổi tới khu luân hồi thứ bảy, đột nhiên thấy luân hồi thiên cầu trong thiên đình bay lên. Phía sau luân hồi thiên cầu là một bóng đen khổng lồ bao phủ tử vi, vũ trụ, cổ, lục đạo giới và tứ đại thế giới của khu luân hồi thứ bảy. Hào quang vô tận từ sau lưng của bóng đen đó bùng nổ, chư đế ngẩng lên nhìn. Bóng đen đó được hào quang chiếu rọi, thấp thoáng thấy hư ảnh của Thế Hoàng giống hệt với Trung Nhạc. Hư ảnh của vị Thế Hoàng này là hư ảnh của vũ trụ thiên đồ chiếu ra, có 8 cánh tay giơ lên không trung giống như đang đỡ các tòa thế giới vậy. Hắn nhắm chặt mắt, đúng lúc này trong mi tâm có hào quang dường như bắn ra từ khe hở, rồi càng ngày càng nhiều, càng ngày càng sáng, đột nhiên biến thành một cột sáng chiếu sáng khu luân hồi thứ bảy. Đồng thời hai con mắt khác của hư ảnh kia cũng từ từ mở ra, thần quang vô tận chiếu xuống khu thứ bảy luân hồi. Là thần nhãn của Phục Hy Thí, Tam Mục Thiên Đồng. Thiên sắc mặt kịch biến, vội vàng truyền lệnh, mau rời khỏi khu luân hồi thứ bảy. Dầm một tiếng, ánh sáng chói lòa đổ xuống, chiếu lên người các đại đế và vô số thần ma mà họ đang thống lĩnh. Màu đỏ của máu trong ánh sáng đó giống như giọt mực nhỏ xuống nước, không ngừng lan rộng, vô thanh vô tức. Vô số những cường giả cường đại đứng trước ba chùm sáng đấy, giống như những bông đen biến dạng, tay chân múa máy, giữa rụa, giấy rụa không thôi. Ba chùm sáng dần dần hợp lại, gần như thành một. Thiên không để ý được nhiều, vội vàng thi triển mọi pháp lực lao về phía khu luân hồi thứ bảy. Vô số mảnh thiên khung nhanh chóng bay về phía hào quang kia. Thần quang của Tam Mục Thiên Đồng hợp nhất, những đại đế kia không thể thoát được, buộc phải cứu họ trước khi ba đạo thần thông hợp nhất lại. Thiên kính ánh đạo. Những mảnh thiên khung đó vô cùng sáng bóng, giống như những tấm gương vậy, bay vào trong ánh sáng của Tam Mục Thiên Đồng, phản xa lại thần quang. Thiên hét một tiếng, thân hình biến thành thiên địa vũ trụ, oanh một tiếng, nở to hút những đại đế và các thần binh thần tướng may mắn sống sót vào trong thiên đạo vũ trụ. Ở phía trên, vô số thiên cung bị thần quang của Tam Mục Thiên Đồng chiếu sáng. Đang tan chảy, cột sáng khổng lồ chiếu xuống, oanh một tiếng, bắn lên thiên đạo vũ trụ. Thiên đạo vũ trụ sụp đổ, thiên vội vàng lướt đi, đem theo chư đế chư thần từ khu thứ bảy luân hồi mà tới vũ trụ cổ. Chư đế Hách Tư Thị hoang mang, vội nhìn quanh, thấy tất cả như đều bị lột ra, huyết nhục lẫn lộn, không còn một mảnh da nào lành lặn. Vô số thần binh thần tướng mà họ đã thống lĩnh chỉ trong khoảnh khắc ngắn ngủi, bị thần quang của Tam Mục Thiên Đồng làm cho tan chảy hơn nửa. Số còn lại ai cũng bị trọng thương, tiếng kêu thảm thiết ngập trời.
Vân Quyển Thư thi triển một biến hóa khác của vũ trụ thiên đồ, hiện ra hư ảnh của Thái Hoàng Trung Nhạc, thi triển Tam Mục Thiên Đồng, đả thương hết thảy toàn bộ các quân dưới trướng của họ. Vân Quyển Thư còn có chiêu này nữa sao? Là ta đã coi thường hắn rồi. Sắc mặt của Thiên tối sầm lại. Lần này nếu không phải hắn ra tay kịp thời thì chư đế Hách Tư Thị đã bị tiêu diệt hoàn toàn, không còn một ai, bao gồm cả 16 vị địa hoàng chuyển thế cũng chết dưới Tam Mục Thiên Đồng. Một vị địa hoàng quệt máu ở trên mặt, nhưng cũng quệt đi mảnh da cuối cùng ở trên mặt. Hắn lẩm bẩm: Thái Hoàng thật sự mạnh tới mức này sao? Thái Hoàng chỉ sợ mạnh hơn hư ảnh này. Thiên thản nhiên nói: Cái Vân Quyển Thư thi triển chẳng qua là hư ảnh mô phỏng của Thái Hoàng, hơn nữa là hư ảnh Thái Hoàng mà công pháp không viên mãn. Nhưng Thái Hoàng hiện giờ công pháp viên mãn, không còn sơ hở gì. Nếu không phải vì đạo quang của đạo giới trong cơ thể của hắn, đạo giới muốn giết hắn lại vi phạm hỗn độn khí ước, tự thân khó giữ, ta sẽ không ngay trận đầu đã động vào hắn ta rồi. Các địa hoàng kinh hãi, Thiên truyền lệnh xuống cho các vị thượng cổ đại đế lui binh. Sau trận chiến này, lục đạo giới lại mất đi mấy trăm tòa, thượng cổ đại đế cũng bị Vân Quyển Thư giết mấy trăm vị. Nếu như tiếp tục thì chỉ sợ 64 thành chưa bị phá thì những thượng cổ đại đế này đã bỏ mạng hết rồi. Thiên thừa tướng của Thái Hoàng quả nhiên đều bất phàm cả. Mặc ấn trí tuệ tề thiên, Vân Quyển Thư còn hơn một bậc, biến trí tuệ thành thần thông. Hắn có thể dựa vào vũ trụ thiên đồ và 64 tòa thần thành thi triển Tam Mục Thiên Đồng của Thái Hoàng, cũng có thể thi triển thần thông khác. Xem ra đành phải dùng tới chiêu độc rồi. Thiên gọi Hách Liên Khuê Ngọc tới: Mau đi mời Trường Sinh đạo hữu. Hách Liên Khuê Ngọc khó hiểu: Thiên phú, Trường Sinh đạo huynh tuy cường hãn, thế nhưng chỉ dựa vào hắn ta chỉ sợ cũng không làm được gì. Mau đi đi. Thiên phẩy tay, Hách Liên Khuê Ngọc đành phải đích thân đi mời Trường Sinh đế. Hơn một tháng sau Trường Sinh đế tới, hắn cười: Thiên đạo hữu, cuối cùng ngươi cũng nhớ tới ta rồi sao? Ta còn nghĩ rốt cuộc ngươi phải chịu thiệt thòi bao nhiêu nữa đây thì mới nghĩ tới chỉ có ta mới phá được 64 thần thành này. Sắc mặt của Thiên khẽ biến, hắn cười hà hà: Vốn không định kinh động đạo hữu, thế nhưng vì vũ trụ thiên đồ của Vân Quyển Thư thực sự là khó nhằn, không phá 64 thần thành thì khó lòng phá được vũ trụ thiên đồ của hắn ta. Trường Sinh đạo hữu, mời, mời bên này. Trường Sinh đế theo hắn tới đại xúc thành gần nhất. Thiên chỉ Thiên Xúc Thành nói: Người nhìn tòa thành này, bên trong chứa trăm vạn vạn thần binh thần tướng, mấy chục vị đại đế vững chắc vô cùng. Nhưng với ta mà nói, chỉ cần đánh vào trong thành là lật tay có thể tiêu diệt. Nhưng ta chỉ cần bước tới một bước là bị Vân Quyển Thư công kích ngay. Đạo hữu có cách nào không? Ánh mắt của Trường Sinh đế lay động, hắn cười: Ta búng tay một cái là có thể biến toàn bộ sinh linh trong thành, bất kể là thần ma hay là đại đế, biến thành nước kìa. Bọn Hách Liên Khuê Ngọc kinh hãi nhìn Trường Sinh đế với vẻ khó tin. Trường Sinh đế vuốt râu cười tự đắc. Thiên cười: Thánh dược cũng là thánh độc, năm xưa đạo hữu còn chưa đạo thành, chỉ chút chiêu là hạ độc chết Viêm Hoàng. Nay phải xem thủ đoạn của đạo hữu làm như thế nào, hạ độc chết thẳng trăm triệu vạn thần ma trong thành đây. Trường Sinh đế hất tay áo, từ trong ống tay áo bay ra dược hương giống như hồng thủy tràn về phía đại xúc thành. Mùi hương đấy bay đi, hư không sinh hoa, đi qua tới đâu là vô số loài hoa tươi nở rộ, vô cùng động lòng người. Phụt một tiếng, mùi hương xung kích đại xúc thành, khiến cho từng thành lắc lư rung chuyển. Hách Liên Khuê Ngọc ho một tiếng nhắc nhở: Trường Sinh đạo huynh, 64 thần thành phòng bị thâm nghiêm, có rất nhiều đại trận đế cấp bao phủ, không dễ dàng gì mà công phá được. Hắn còn chưa nói hết câu thì mấy bức tường thành của đại xúc thành có một bông hoa nở rộ. Bông hoa này cắm rễ ở trên hoa văn trên tường, rồi thấy càng nhiều hoa nở ở trên tường, không lâu sau đã lấp đầy các bức tường. Phạm vi bao phủ của tần thành rộng lớn, không thể nhỏ hơn lục đạo giới. Nhưng số lượng hoa thì tăng lên theo cấp số nhân, thậm chí còn vượt qua cả tường thành, xâm nhập vào trong thành. Trường Sinh đế hất tay áo, một chiếc bàn ba chiếc ghế hiện ra, rượu ngon cùng đồ nhắm ở trên bàn, hắn cười: Chư vị đạo hữu không cần phải nhìn nữa đâu, chỉ cần 3 ngày nữa thôi, ở đây sẽ là một tòa thành chết. Trong thành chỉ còn lại hương hoa lan tỏa, chúng ta cứ ngồi uống rượu thưởng thức là được. Thiên và Hách Liên Khuê Ngọc ngồi xuống. Hách Liên Khuê Ngọc rót rượu cho hai người rồi cười nói: Trường Sinh đạo huynh đúng là có thủ đoạn này sao? 3 ngày diệt tuyệt trăm triệu vạn đại quân sao? Trường Sinh đế uống rượu mỉm cười không nói. Trong thiên đình, Thiên Ti nương nương vội vàng tới Tạo Phụ Cung, hoảng hốt nói với Vân Quyển Thư:
Đại Súc Thành đột nhiên xuất hiện ôn dịch, không biết bao nhiêu thần binh thần tướng nhục thân bị thối rữa, nguyên thần tiêu tan biến thành nước mù. Ở giờ trong thành chư đế đều đổ bệnh rồi. Ta nghi ngờ ở trong địch danh có đại cao thủ tinh thông chú đáo. Vân Quyển Thư hiện đang điều khiển vũ trụ thiên đồ, nghe thế kinh hãi kêu lên: lẽ nào là tiên thiên tà đế sao? Chỉ có tà đế của hắn mới có bản lĩnh này thôi. Mà không đúng, không đúng, tiên thiên tà đế đã bị bệ hạ giết chết rồi. Bệ hạ đích thân nói không thể là giả. Thi thân của tà đế ở ngay trong quốc khố ta. Mà đợi đã, ta biết rồi. Bệ hạ hãy cho ta mượn họa bích bao hoa dùng một chút nào. Hắn đột nhiên cúi người về phía luân hồi tiên cầu. Một lát sau, trong luân hồi tiên cầu, một bông hoa lớn với rất nhiều xúc tu bay ra. Bông hoa đấy biến thành một tấm gương, bên trong hiện lên gương mặt Vân Quyển Thư, ngáp một cái nói với Vân Quyển Thư: người có việc gì tìm ta vậy? Tìm bảo vật không được, nhưng tìm thánh dược linh căn thì ta có thể làm được. Ta tìm Trường Sinh Đế. Vân Quyển Thư vội vàng nói. Cảnh tượng ở trong đấy đột nhiên thay đổi, xuất hiện hình ảnh Trường Sinh Đế cùng Thiên và Hách Liên Khuê Ngọc đang ngồi uống rượu. Quả nhiên là Trường Sinh Đế đã tới rồi. Vân Quyển Thư sắc mặt hoang mang đi qua đi lại, đột nhiên mắt sáng lên: Thiên Ti, đi mời Bạch Thương Hải và phu nhân của hắn tới đây. Thiên Ti nương nương vội vã rời đi. Không lâu sau đấy, Bạch Thương Hải và Kỳ Yên nữ đế đã tới. Vân Quyển Thư nói: thần ma trong Đại Súc Thành đã không cứu được nữa rồi, thế nhưng thù này không thể không trả. Các người tới đế triều bảo khố mời nhục thân tà đế ra, đem nhục thân tà đế vào Đại Súc Thành. Bạch Thương Hải chần chừ nói: bọn ta tới Đại Súc Thành chỉ e phải hơn một tháng sau, khi đó địch đã chiếm cứ Đại Súc Thành lâu rồi. Để Vãng Sinh nương nương đưa các người đi. Bạch Thương Hải và Kỳ Yên nữ đế lĩnh mệnh rời đi, nhận nhục thân của tà đế tới Vãng Sinh cung trong khu luân hồi thứ bảy cầu kiến Tư Mệnh nương nương. Tư Mệnh nương nương nói: lục đạo thiên luân ở chỗ của hoàng thần con ta, nhưng món bảo vật này trong tay ta nhiều năm đã nghiên cứu triệt để, nay ta dùng loại thần thông này đưa ngươi đi là được. Ba ngày sau, Trường Sinh Đế đứng dậy cười: bệ hạ, Thiên đạo hữu, Đại Súc Thành đã chết hết rồi, ta cần thần thông của ta, chư vị có thể vào thành rồi. Nói rồi hắn hất tay áo, hoa tươi đầy thành liền biến mất. Hách Liên Khuê Ngọc vừa kinh ngạc vừa mừng rỡ, phái Xích Khẩu vào kiểm tra trước. Quả nhiên thành trống rỗng, không thấy bất cứ một người sống nào. Đại Súc Thành bị phá, 63 tòa thành khác cũng không xa nữa đâu. Hách Liên Khuê Ngọc tinh thần phấn chấn, lập tức hạ lệnh cho trăm vị đại đế dẫn quân vào đóng quân ở Đại Súc Thành. Hơn trăm vị đại đế vừa mới vào thành, còn chưa kịp hạ trại thì đột nhiên một vị đại đế trên mi tâm lóe sáng. Bạch Thương Hải và Kỳ Yên Nữ xuất hiện trong nguyên thần biết cảnh của hắn, không nói không rằng lập tức tế nhục thân tà đế, cúi người lại: tế bảo bối. Nhục thân của tà đế đột nhiên tỏa sáng, tà đạo xung thiên. Vị đại đế kia còn chưa kịp phản ứng gì thì nhục thân và nguyên thần lập tức tiêu tan, nhục thân biến thành xương trắng đổ rào rào ra đất. Rồi đại ôn dịch bạo phát, ách vận bùng nổ, hỗn độn sinh ra sấm sét đánh xuống tòa thần thành này. Nguy rồi, nguy rồi, là tà đế. Thiên nhìn thấy hỗn độn lôi đình, sắc mặt kịch biến, vội vàng bay về Đại Súc Thành. Bạch Thương Hải nói: Thiên tới rồi, chúng ta mau đi thôi. Phu thê hai người cất nhục thân của tà đế đi, vội vàng bỏ chạy. Thiên vào trong thành, thân mình run rẩy, thấy khắp thành là xương khô, còn có vài cường giả chưa thối rữa hết, rất nhiều giòi bọ đang chui qua chui lại trong huyết nhục, hút máu của các đại đế, khiến cho hắn muốn nôn ọe. Dùng độc trị độc, Trường Sinh Đế dùng thánh độc, còn Bạch Thương Hải bọn họ dùng tới là tà đạo của tiên thiên tà đế. Trường Sinh đạo hữu, mau tới cứu người. Trường Sinh Đế tới thành, nhìn quanh nhíu mày: không cứu được nữa rồi, tà đế đã khiến cho nguyên thần của họ tan cháy, trừ phi tái tạo lại nguyên thần. Thế nhưng việc này có lẽ ngay cả luân hồi thánh vương cũng không thể làm được. Tiên thiên thần vương trong thiên hạ đã ít, nay càng thêm ít. Những thần vương còn lại, ngoài Lôi Trạch, Hoa Tư, Tướng Vương, Hậu Thổ, Táng Linh bọn họ thì phải kể đến mấy vị thần vương đi theo Thiên như là Đề Đình, Bàn Kê, Tuấn Nguyệt. Vì Trung Nhạc đồ sát những thái cổ thần vương này nên họ rất ít khi để lộ tung tích. Thái cổ thần vương, đặc biệt là tà đế, thần đế và ma đế, nắm giữ đại đạo của một hệ thống nào đấy, sát thương lực đối với sinh linh hậu thiên là cực kỳ khủng khiếp. Trung Nhạc giết thần ma tà tam đế, họ năm xưa là 1/3 những người tu thành đạo thần, trong nhục thân họ chứa đại đạo vô cùng tinh thâm. Tiên thiên tà đạo được gọi là căn nguyên của vạn cái ác, tiên thiên tà đế được gọi là tổ tiên vạn ác. Mọi thứ tà ác đều sinh ra từ tiên thiên tà đạo, thậm chí ngay cả chú linh thể cũng là một phân nhánh nhỏ của tiên thiên tà đạo.
Lần này hai vị chú linh đại đế đích thân tế nhục thân của tiên thiên tà đế, phá hủy nhục thân nguyên thần của toàn bộ thần ma trong thành. Sự ác độc của thủ đoạn này không hề thua kém Trường Sinh Đế, khiến người ta phải nổi da gà. Bên cạnh Thái Hoàng luôn có kẻ giỏi giang. Bạch Thương Hải, Kỷ Yên Đức Đế đều là chú linh đại đế, cũng cùng mạch với tiên thiên tà đế cả, có thể thi triển ra tiên thiên tà đạo. Hai người này nhất định là phải trừ bỏ. Thiên nghĩ ngợi, ngoài tiên thiên tà đế còn có thi thân của tiên thiên ma đế, thần đế, chỉ sợ rơi vào tay đế triều. Nhục thân của ba vị thần vương này đều là tiên thiên đại đạo, liên quan rất lớn tới các tộc thần ma. Nếu không tăng cường phòng bị thì đó sẽ là một thứ vũ khí sát phạt lợi hại. Trung Nhạc trên đường truy sát Khởi Nguyên Đạo Thần, Tứ Diệt Thần và Thiên đã giết thần ma tà Tam Đế. Khi đấy là thời đại 10 vạn năm trước Phục Môn Đạo Tôn chết. Tà Đế chết dưới táng đạo của Trung Nhạc, ý thức bị tiêu diệt. Thần ma nhị đế bị Trung Nhạc dọa cho sợ vỡ mật, mặc lời khuyên ngăn của Khởi Nguyên Đạo Thần, bỏ chạy tới tẩm cung của Phục Môn Đạo Tôn, trốn dưới gầm giường. Trung Nhạc vác đao nhập cung, đao chém nhị đế, thần ma tà Tam Đế bị tiêu diệt, không còn tồn tại nữa. Ý thức của ba vị thần ma cổ xưa nhất đều bị hắn hủy diệt. Tiên thiên thánh địa của thần ma nhị đế cũng bị chư đế dưới trướng Trung Nhạc hủy diệt từ lâu. Chí tà thánh địa của tà đế tuy vẫn còn, thế nhưng không còn ý thức, cũng không thể hồi sinh được. Tiên thiên thần đạo, ma đạo và tà đạo đều là đại sát khí có uy lực vô cùng tấn. Đại đạo của Hắc Đế, Bạch Đế cũng vậy. Chắc chắn Vân Quyền Thư sẽ tế nhục thân của thần đạo, ma đạo và tà đạo lên để đối phó với ta. Thiên cười khẩy, nhưng thế gian này thứ có thể gọi là sát khí mạnh nhất thế gian chỉ có sinh mệnh đại đạo. Chỉ có đại tư mệnh, mà đầu của đại tư mệnh và tán cây sinh mệnh cổ thụ đều nằm trong tay của ta. Đột nhiên, trời đất rung chuyển, thiên biến thành thiên cung cuốn lấy tất cả rời khỏi Đại Súc Thành. Trường Sinh Đế quay lại nhìn, Đại Súc Thành bị một bàn tay khổng lồ bóp nát vụn. Bàn tay đó là hư ảnh Trung Nhạc, rõ ràng là Vân Quyền Thư thi triển vũ trụ thiên đồ, dựa vào luân hồi thiên cầu và sức mạnh của đông đảo thần thành hiển hóa mà thành. 64 tòa thần thành bị phá một tòa, thế nhưng uy năng của vũ trụ thiên đồ không bị tụt giảm bao nhiêu, sức mạnh vẫn cường hãn vô cùng, giống như đích thân Trung Nhạc tới vậy. Luồng sức mạnh đấy khiến người ta phải sợ hãi. Thời đại này tân đế rất nhiều, tự đánh giá mình rất cao, thế nhưng khi thấy được sức mạnh của hư ảnh Trung Nhạc thì mới biết bản thân nhỏ bé như thế nào. 64 thần thành đúng là khó nhằn thật, chỉ trừ bỏ có một tòa thành thì chưa đủ. Trường Sinh đạo hữu, việc này cần ngươi tuyệt diệt thần ma ở các thần thành khác. Thiên cười hà hà nói, với ngươi chắc việc này không có gì khó khăn chứ. Trường Sinh Đế lộ ra vẻ cao thâm khó lường, vẫn mong Hách Liên bệ hạ cho ta hai vị đại đế để sai báo, tiện dẫn đường. Hách Liên Khuyên Ngọc vội vàng gọi tới hai vị đại đế của Hách Tư Thị, phải đối với Trường Sinh như đối với ta, như cha như huynh. Hai vị đại đế Hách Tư Thị vô cùng ngẫm ức, thế nhưng đành phải gật đầu vâng dạ. Trường Sinh Đế cười ha hả cùng hai vị đại đế Hách Tư Thị rời đi. Ánh mắt của Thiên lay động, trầm giọng nói, chuyến đi này Trường Sinh Đế sống chết chưa rõ, chúng ta phải có dự tính trước đi. Hách Liên Khuê Ngọc giật mình kêu lên, sống chết chưa rõ sao? Thực lực Trường Sinh đạo huynh siêu phàm nhập thánh, mạnh nhất thế gian hiện nay, ai có thể làm gì được hắn ta đấy? Hơn nữa chỉ cần Trường Sinh đạo huynh không rơi vào phạm vi công kích của 64 thần thành thì sẽ không sợ công kích của Vân Quyền Thư. Vân Quyền Thư đã biết Trường Sinh Đế ở chỗ của ta thì chắc chắn sẽ hạ thủ với hắn. Thiên cười khẩy nói, ta để Trường Sinh Đế đi tấn công các tòa thần thành khác chính là để hắn thay ta thu hút sự chú ý. Thiên tử, ngươi truyền lệnh của chư đế dẫn quân tiếp tục tấn công Càn Thành, thu hút sự chú ý của Vân Quyền Thư. Ta cần một đại đế nhân lúc này mà vào trong Càn Thành. Hách Liên Khuê Ngọc vội vàng gọi tới một đại đế Hách Tư Thị khác. Thiên lắc đầu, đổi thành đại đế của dị tộc đi. Hách Liên Khuê Ngọc gọi một đại đế của Công Dương Thị, Thiên có nhiệm vụ giao cho ngươi. Thiên lấy ra đầu của đại tư mệnh nói, ngươi nghe hiệu lệnh của ta, ta bảo ngươi xông lên thì ngươi xông tới Càn Thành, không cần hỏi cái gì khác. Công Dương Thị đại đế kia vâng dạ, cất đầu của đại tư mệnh vào trong nguyên thần bí cảnh rồi đợi lệnh. Mà lúc này Bạch Thương Hải cùng Kỷ Yên nữ đế đã hồi triều phục mệnh lệnh. Vân Quyền Thư nói, hai vị chiến đấu căng thẳng, hai người cứ giữ nhục thân của tiên thiên tà đế, chưa cần trả vội. Người đâu, đi mời hai vị nương nương tới đây. Bạch Thương Hải và Kỷ Yên Nhiên thế là một lúc sau, Âm Phiền Huyên và Hoa Thiến Bân đi tới. Vân Quyền Thư vội vàng thi lễ, hai vị nương nương, tiền tuyến đang căng thẳng,
giờ thần buộc phải mời hai vị nương nương đích thân xuất động. Huyền nương nương là thánh linh thể, mong nương nương tế nhục thân của tiên thiên ma đế. Còn nữ oa nương nương có cảm ngộ hơn người về đại đạo, mong nương nương tế nhục thân của tiên thiên thần đế cùng hai vị chú linh đại đế dẫn hóa thần ma tà thái cực. Âm Phiền Huyên kinh ngạc, tình hình chiến đấu đã nguy hiểm tới mức này rồi hay sao? Vân Quyền Thư nói, tuy nguy hiểm nhưng hai vị nương nương yên tâm, thần nhất định sẽ bảo vệ giang sơn của bệ hạ. Người đâu, đi mời đại toại. Một lát sau đại toại tới, Vân Quyền Thư đưa lên họa bích bơ hoa lại một cái rồi nói, mong đại toại hãy xin giải diệt trừ Trường Sinh Đế. Đại toại nhận họa bích bơ hoa lên tiếng, Trường Sinh Đế vô cùng lợi hại, là linh căn thành đạo nhưng vẫn kém ta vài phần. Nói rồi hắn vươn người đứng dậy. Vân Quyền Thư thở phào, công thế của thiên đã lên, hai vị nương nương Bạch Huynh, Nữ Đế hãy tế nhục thân của tam đại thần vương. Âm Phần Huyên tâm niệm kẽ động, giơ tay chỉ về tiên thiên ma đế. Nhục thân của tiên thiên ma đế phát nổ, càng ngày càng bay lên cao, bị nàng trong chớp mắt luyện thành thân ngoại hóa thân. Âm ầm ầm ầm, nhục thân tiên thiên ma đế đột nhiên biến thành tiên thiên ma đạo thuần túy, vô số đại đạo bùng nổ. Cảm ngộ lực của Hoa Thiên Mân về đạo còn hơn cả Âm Phiền Huyên, tế tiên thiên thần đế cũng dễ dàng như trở bàn tay. Tiên thiên thần đế cũng biến thành tiên thiên thần đạo, cùng tiên thiên ma đạo đan xen vào nhau. Bạch Thương Hải và Kỷ Yên Nữ Đế thì thua kém họ rất nhiều, chỉ có thể tế nhục thân của tiên thiên tà đế, không thể biến nhục thân của hắn thành tiên thiên tà đạo hoàn toàn được. Đi! Thần ma tà, tam đại thần vương hợp nhất, biến thành thần ma tà thái cực, lao thẳng về chiến trường. Bạch Thương Hải và Kỷ Yên Nữ Đế tu vi thua kém nhiều, chỉ có thể đứng ở trên vai tiên thiên tà đế cùng tiến về chiến trường. Họ không thể từ xa điều khiển hai vị thần vương như hai vị nương nương là kia làm được. Trường Sinh Đế đem theo hai đại đế của Hách Tư Thị tới ngoài Sư Thành. Từ xa nhìn khí vận của tòa thành, hắn cười. Sư Thành khí vận đỉnh thính, có ánh sáng bao trùm, là khí vận của thái tử. Trong thành chắc có một vị thái tử của thái hoàng, thật đáng tiếc cả. Ống tay áo của hắn bay lên, đang định phóng độc thì đột nhiên hư không lay động, một bông hoa nở rộ, Bình Ngạn Hoa đột nhiên xuất hiện trước mặt bọn họ. Đại toại ngồi giữa hoa, hất đống tay áo thu độc khí vào trong, rồi Bình Ngạn Hoa biến mất. Xoạt một tiếng, phù tăng thụ đánh xuống Trường Sinh Đế và hai vị đại đế Hách Tư Thị. Hỗn độn hỏa ngập trời, cháy rừng rực, ngọn lửa bá đạo nhất thời đại Hỏa Kỳ cuốn phăng càn khôn. Hai vị đại đế Hách Tư Thị còn chưa kịp kêu lên thì đã biến thành tro bụi, thi cốt không còn tồn tại. Trường Sinh Đế bị đánh bay, miệng thổ huyết. Hỗn độn hỏa vô cùng lợi hại, chỉ trong nháy mắt đã thiêu rụi y phục, đầu tóc cũng bị bốc cháy. Đại toại, phủ tang linh căn sao? Trường Sinh Đế lấy lại thăng bằng, đứng trong biển hỗn độn hỏa, ngẩng lên cười khẩy. Đại toại, ngươi chẳng qua là sinh linh hậu thiên, có được tế tự chi lực tu thành tiên thiên thần ma, tuy có được lưỡng đại linh căn, nhưng lẽ nào biết được sự thần diệu của linh căn sao? Linh căn rơi vào tay của ngươi thì chính là phá hoại thiên vật mà. Hắn đứng trong biển hỗn độn hỏa, nhục thân bị thiêu cháy, thế nhưng cả người càng ngày càng trong suốt, thấp thoáng có thể thấy nhục thân của hắn được tạo thành từ vô số linh quang, đúng là phi phàm. Đại toại cũng không kìm được động dụng, khen ngợi. Linh căn thành đạo đúng là không phải tầm thường. Trường Sinh, ngươi là sinh linh do linh căn thai nghén mà thành, Trường Sinh bất diệt, vô lão bệnh tử. Nếu ngươi bỏ ác theo thiện, ta có thể giữ mạng cho ngươi, nhưng nếu ngươi mê muội không tỉnh ngộ thì đáng tiếc cả. Trường Sinh Đế cười ha hả, khí thế càng thêm mạnh mẽ. Linh căn có thể khai thiên lập địa, tái diễn thế giới. Đại Tư Mệnh dùng thế giới hoa mở tử vi tinh vực, ngươi dùng Bình Ngạn Hoa sáng tạo ra hư không giới. Thái Hoàng dùng luân hồi đăng mở khu luân hồi thứ bảy. Sức mạnh của linh căn lớn đến mức nào đây? Đó là sức mạnh của một thế giới. Dựa vào ngươi mà cũng muốn khiến ta phục tùng ngươi sao? Vẫn là để cho ta giải phóng phù tăng thủ, để phù tăng thủ thức tỉnh, cho hắn tiêu diệt ngươi. Khí thế của hắn bùng nổ, thân hình đột nhiên biến đổi, giống cây mà không phải cây, giống hoa mà chẳng phải hoa, giống người cũng không phải người. Trên người mọc các loại thánh dược, các loại thánh dược mà khiến vô số đại đế phát điên lại đều mọc ở trên người của hắn. Những loại thánh dược này có thuộc tính không giống nhau. Lúc này những loại thánh dược đó đều tập trung ở trên người Trường Sinh Đế, khiến cho hắn ra tay vô cùng quỷ dị. Trường Sinh Đế bay lên trên không trung, linh quang bao trùm, vạn hoa khai mở, vạn thảo trưởng, rễ cây vừa to vừa dài, hoa nở, bên trong là các vị Trường Sinh Đế. Cỏ mọc, cỏ cũng mọc ra các vị Trường Sinh Đế. Rễ cây bay lượn, ở đầu rễ cũng là các Trường Sinh Đế. Vô số Trường Sinh Đế từ bốn phương tám hướng lao tới đại toại như đàn ong. Vạn thánh linh căn đúng là tuyệt diệu mà.
Đại Toại không kìm được mà tán thưởng, lật bàn tay. Ở trong lòng bàn tay có một vùng hỗn độn hải mênh mông đè xuống. Các vị trường sinh đế hự lên một tiếng, căn bản không kịp công kích tới người Đại Toại thì đã bị áp chế, không động đậy được. Ta hỏi lại lần nữa, người có đầu hàng không? Bàn tay của Đại Toại dừng lại, hắn nói. Vô số trường sinh đế nghiến răng, cố gắng chống lại áp lực từ hỗn độn hải. Sắc mặt Đại Toại hơi tối lại, thở dài. Xem ra, chỉ còn lại cách tiêu diệt ngươi thôi. Trường sinh đế bị đè, phát ra tiếng nổ tanh tách, trong lòng hoảng loạn. Hắn cảm thấy linh hồn sắp bị đè nát. Muốn giết ta ư, không dễ như vậy đâu. Nhục thân của trường sinh đế đột nhiên tan biến thành một đạo linh quang, khiến cho hỗn độn hải nổi sóng lớn, đánh bật bàn tay của Đại Toại ra. Đại Toại sắc mặt tối lại, tay cầm phù tăng thụ quét mạnh xuống, đạo linh quang kia gần như bị đánh vỡ tan. Nguy rồi, tên này có thể phá vỡ linh quang. Trường sinh đế kinh hãi, vội cưỡi linh quang bỏ chạy. Hắn kêu lên, Đại Toại, người có bản lĩnh thì đừng có chết trong tay kẻ khác đi, sau này ta hoàn toàn trở thành linh căn, sẽ ra đấu với người một trận. Tay còn lại của Đại Toại tóm về phía trước, tóm lấy đuôi của đạo linh quang kia. Trường sinh đế nghiến răng, tráng sĩ chặt đuôi, nhẫn tâm cắt đứt đoạn linh quang mà Đại Toại đã tóm được rồi lao đi. Đại Toại cầm đoạn đuôi bị đứt, định thần lại nhìn thấy thì đoạn đuôi biến thành mấy chục cây thánh dược, rất là bất phàm. Trường sinh, người tưởng người thoát được bàn tay ta sao? Họa bích hắn ở đâu vậy? Đại Toại tế họa bích bao hoa lên hỏi. Trên họa bích hiện lên tung tích của trường sinh đế. Đại Toại mỉm cười từ tốn mà đuổi theo. Nhưng lúc này đột nhiên một luồng khí tức khủng hồn truyền tới. Đại Toại sắc mặt đại biến, vội nhìn về hướng khí tức, kinh ngạc kêu lên thất thanh. Thiên, người đã gây nghiệt lớn rồi. Đó là hướng Càn Thành, đột nhiên bay lên một cái đầu khổng lồ, càng ngày càng cao, khí tức khủng hồn, đó chính là phát ra từ cái đầu đấy. Cái đầu đấy dù là nhìn từ hướng nào thì cũng đều là mặt trước, không thấy gáy đâu cả. Đây là đầu của Đại Tư Mệnh. Cái đầu đấy được tiến lên, Đại Toại liền biết Càn Thành sắp nguy. Vô số thần ma trong Càn Thành lập tức bắt đầu già yếu rồi thối rữa. Nhiều thần ma còn đang đứng mà ngay lập tức đã thành một bộ xương khô. Những tạo vật đế quân và đại đế tu vi cao thâm một chút ào ào bỏ chạy ra ngoài thành. Trên đường bỏ chạy, đại đạo đã tan rã, nhục thân rữa ra, nguyên thần già chết, biến thành những bộ xương đang chạy. Đại Toại không nhẫn tâm nhìn, định thu ánh mắt về thì đột nhiên thấy mấy vị đại đế khênh một quả cầu thịt khổng lồ chạy về phía đầu của Đại Tư Mệnh. Trong số đó có một người là con của Thái Hoàng, tên là Cú Cương, vừa chạy vừa cắt thịt của quả cầu thịt đó nhét vào trong mồm. Các đại đế khác cũng vậy, điên cuồng ăn. Quả cầu thịt đó vẫn đang kêu la thảm thiết, tiếng kêu đau như xé gan xé phổi, cổ họng đến bất ngờ. Nhưng kỳ lạ là quả cầu thịt đó bị ăn hết miếng này tới miếng khác, nhưng thịt không hề ít đi miếng nào, và dường như nó có thể chống lại uy lực của đầu Đại Tư Mệnh vậy. Đại Toại liền sững người. Quả cầu thịt kỳ lạ thật, ta từng nghe nói tới nó, hình như là Thái Tuế Thần Vương, kẻ mà không ai đánh chết được. Hình như là Thái Hoàng hạ lệnh coi Thái Tuế Thần Vương là lương thực cho quân lính, phái tới tiền tuyến cho tướng sĩ ăn thịt Thái Tuế Thần Vương. Hắn kêu nghe thảm quá, cái tên hỗn đản Cú Cương này không tranh thủ bỏ chạy, còn định làm cái gì vậy? Cú Cương dẫn mấy vị đại đế rất nhanh đã đi tới phía dưới của cái đầu Đại Tư Mệnh, đột nhiên ném quả cầu thịt về phía đầu Đại Tư Mệnh. Huyết nhục của Thái Tuế Thần Vương nhu động, vù một cái bọc lấy cái đầu của Đại Tư Mệnh, che kín mít, lập tức chặn đứng hoàn toàn uy năng đại đạo của Đại Tư Mệnh. Thiên cũng hoàn toàn không ngờ tới việc này, không khỏi sững người, vội định gọi đầu Đại Tư Mệnh về, thế nhưng làm như thế nào cũng không cảm ứng được. Cú Cương và mấy vị đại đế khiêng quả cầu thịt quay người chạy, ngay cả Càn Thành cũng không cần nữa, ra khỏi thành là cắm đầu chạy. Thiên sững người, mãi hồi lâu sau mới sực tỉnh. Hắn hỏi, tên đó là con thứ mấy của Thái Hoàng vậy? Phong Vô Kỵ cuối người nói, sư tôn, đó là lão tứ của nhà Thái Hoàng, Mộc Linh Thế, tên là Cú Cương. Cú Cương, tên khốn kiếp này, tự nhiên lấy mất cái đầu của Đại Tư Mệnh của ta. Thiên không khỏi động nộ quát lên, khốn kiếp, đúng là khốn kiếp mà, vô pháp vô thiên. Phong Vô Kỵ không dám nói gì, trong bụng cũng thấy quái dị. Đầu của Đại Tư Mệnh lợi hại thế nào đây? Uy năng của nó còn trên cả nhục thân của thần ma tà Tam Đại Thần Vương, thế nhưng lại bị Cú Cương dùng một quả cầu thịt khắc chế và cướp đi mất. Đại Toại thấy bọn Cú Cương chạy về phía mình, chắc là định tới Khôn Thành ở gần đấy nhất. Còn Trường Sinh Đế đã tới bên cạnh Thiên. Đại Toại đang định lao tới thì đột nhiên hỗn độn hải trong lòng bàn tay hắn nổi sóng. Hắn giật mình, vội dừng bước lại. Tứ Diện Thần tới rồi sao? Không chỉ có Tứ Diện Thần
mà còn có luân hồi thánh vương. Rồi trên không trung có đạo âm bao trùm, đạo quang chiếu xuống, khởi nguyên đạo thần cũng đã tới. Thiên dẫn theo Hách Liên Khuê Ngọc và đông đảo đại đế ra đón, mời tứ diện thần, khởi nguyên đạo thần và luân hồi thánh vương ngồi xuống. Nguy rồi, 64 thần thành không chống đỡ được nữa rồi. Đại toại thở dài, đột nhiên đạo âm vang lên, lôi trạch của thần, hậu thổ nương nương, hoa tư nương nương và tướng vương cùng tới cản thành, đối diện với bọn tứ diện thần từ xa. Bọn cú cương vừa tới gần đại toại, còn chưa kịp nhìn rõ thì đã bị bàn tay đại toại nhấc lên, mấy người đều nằm trong lòng bàn tay của hắn. Đại toại đưa mọi người vào trong cản thành, thi lễ với lôi trạch, hoa tư, rồi xuống thả bọn cú cương xuống. Hắn cười: Thái tử điện hạ thật nhanh trí, cướp được cả đầu đại tư mãnh từ trong tay của thiên. Bọn cú cương thì không mừng gì lắm, lắc lắc đầu: Đáng tiếc thủ quân của cản thành chỉ còn lại có vài người bọn ta. Thủ quân trong cản thành đều đã chết cả, chỉ còn lại bọn họ. Uy năng của đầu đại tư mệnh quả thực quá hung hãn, nếu không phải họ tế thái tuế thần vương thì chắc chắn đã thân tử đạo tiêu. Trận chiến hiện giờ các ngươi không thể đối phó được nữa rồi. Lôi trạch của thần lên tiếng nói: Các ngươi lùi xuống đi. Cú cương lắc đầu nói: Thế nhưng vân tướng còn chưa hạ lệnh lui binh. Lôi trạch của thần cất cho mày. Đại toại lên tiếng nói: Đạo thần đã tới, các ngươi ở lại đây cũng chỉ có đường chết thôi, không có tác dụng gì đâu. Vân Quyền Thư là lo lắng bọn ta có tổn thương gì đó nên muốn duy trì vũ trụ thiên đồ. Dù sao vũ trụ thiên đồ cũng có 67 phần chấn lực của Thế Hoàng, có thể tương trợ được. Hậu thổ nương nương gật đầu: Đây có lẽ cũng là ý của Thế Hoàng. Lôi trạch của thần không nói gì. Hậu thổ nương nương nhìn thấy Tuế Thần Vương tò mò hỏi: Quả cầu thịt này thật là thú vị, có thể bọc lấy đầu của đại tư mệnh, khiến cho nó không phát huy được chút uy năng nào. Lai lịch nó thế nào vậy? Đại toại nói: Đây là Thái Tuế Thần Vương, nghe nói là một miếng thịt trong hỗn độn, không biết tại sao lại lên bờ biến thành Thái Tuế Thần Vương. Năm xưa ta cũng từng nghe nói tới uy danh của hắn, chỉ là chưa từng gặp thôi. Tướng vương Tiêm Kế Động vội hỏi: Ta từng nghe nói năm xưa Thái Hoàng đem thi thể đại tư mệnh về, thi thể đại tư mệnh bị hỗn độn đồng hóa, chỉ còn lại một miếng thịt bị hỗn độn khí bao bọc, biến mất trong hỗn độn. Lẽ nào Thái Tuế Thần Vương chính là miếng thịt đó của đại tư mệnh sao? Mọi người nhìn nhau sắc mặt cổ quái. Lôi trạch của thần hắng giọng: Thái Tuế đạo hữu, ngươi còn nhớ chuyện của mình trong hỗn độn không? Thái Tuế Thần Vương như bắt được của báu, đang nỗ lực tiêu hóa đầu của đại tư mệnh, nghe thế lắc đầu: Ta trong hỗn độn cứ mơ mơ màng màng, không biết đã trải qua những việc gì cả. Ta chỉ nhớ trong hỗn độn có một tên ác bá đá ta lên bờ, rồi ta đột nhiên có ý thức của mình. Còn trong hỗn độn đã xảy ra chuyện gì thì ta chịu. Bị sinh vật hỗn độn đá lên bờ sao? Mọi người càng khó hiểu. Trong hỗn độn có rất nhiều sinh vật hỗn độn sinh sống, khởi nguyên tứ diện thần và hỗn độn đế đều xuất thân từ trong hỗn độn, còn có cả thất khiếu hỗn độn mà Trung Nhạc đã câu lên. Trước khi lên bờ, những hỗn độn này đều không tranh giành gì với đời, mơ mơ màng màng, sao có thể xuất hiện một tên ác bá đá Thái Tuế Thần Vương lên bờ được? Hoa Tư Nương Nương chớp mắt cười nói: Vậy ngươi có nhớ trước khi rơi vào hỗn độn đã xảy ra chuyện gì không? Thái Tuế Thần Vương cũng mơ hồ lắc lắc đầu: Ta không có bất cứ ký ức gì cả. Ta cảm thấy hình như ta đã có linh trí từ trong hỗn độn. Vừa sinh ra linh trí thì bị tên đó đá lên bờ. Ai đá thì ta cũng không biết được. Mọi người đều cho mày, lời Thế Tuế Thần Vương nói chẳng có thông tin gì cả, nói như không nói. Hậu thổ nương nương linh quang lóe lên cười: Vậy người thấy mùi vị của cái đầu đại tư mệnh thế nào? Thế Tuế Thần Vương hưng phấn: Ngon, ta cảm thấy cái đầu này có duyên với ta, cứ như cùng sinh ra từ một thai vậy. Vị cực ngon, rất hợp với khẩu vị của ta. Nếu ta ăn nó chắc chắn là có thể tiến bộ, thực lực đại tăng, không còn bị các ngươi ăn nữa. Lôi trạch của thần sắc mặt đen lại, tế tiên thiên quả thụ lên chấn áp Thế Tuế Thần Vương, không cho hắn tiếp tục luyện hóa đầu của đại tư mệnh nữa, sắc mặt ngưng trọng. Miếng thịt này chính là thịt của đại tư mệnh, chỉ là trong đầu của đại tư mệnh liệu có còn ký ức của hắn hay không? Mọi người căng thẳng, nếu như Thế Tuế Thần Vương có được ký ức của đại tư mệnh thì đại tư mệnh sẽ hồi sinh. Hắn quá mạnh, bị Trung Nhạc phá đạo tâm, lại bị đạo quang của đạo giới giết. Nếu trong đầu hắn còn ký ức thì Thái Tuế Thần Vương ăn đầu hắn sẽ có ký ức của hắn, như vậy đại tư mệnh sẽ tái xuất. Lôi trạch của thần lại dùng mấy đạo phong ấn gọi cú cưng tới: Người hộ tống Thái Tuế Thần Vương về thiên đình, giao cho phụ hoàng ngươi đi. Hãy nhớ trên đường đi không được chậm trễ, nhất định phải đích thân giao cho phụ hoàng, cho hắn biết mọi chuyện. Cú cưng lĩnh mệnh cất Thái Tuế Thần Vương vào trong nguyên thần biết cảnh, vào khu luân hồi thứ 7 luân hồi, rồi tiến về thiên đình.
Lôi Trạch của thần đứng dậy, nhìn đại doanh đối diện, trầm giọng nói: Trận chiến này cuối cùng vẫn cứ tới, giang sơn này của Tế Hoàng không biết có giữ được không? Hoa Tư Nương Nương đứng dậy, nhẹ giọng nói: Cùng lắm là đánh cho thế giới tơi tả, chỉ còn lại khu thứ bảy luân hồi, rồi mở lại các giới sau. Ta không tin hủy hết các giới mà chúng vẫn giữ được cảnh giới đạo thần. Tướng Vương dùng mình lẩm bẩm nói: Nương nương quá ác rồi. Ở đối diện, bọn Khởi Nguyên đạo thần đứng dậy cười: Thiên đạo hữu, tuy người có thể phá giải 64 thần thành, thế nhưng hơi chậm quá rồi. Trận chiến này cứ để mấy người bọn ta đi. Thiên cũng đứng dậy cười: Làm phiền chư vị đạo huynh, Hách Liên thiên tử còn không mau cảm tạ. Hách Liên Khuyên Ngọc vội vàng bái tạ. Mà trên thiên đình, Vân Quyển Thư sắc mặt nặng nề, hít sâu một hơi. Luân hồi thiên cầu chấn động, trung tâm vũ trụ thiên đồ lại hiện lên hư ảnh của Trung Nhạc. Trận chiến này cho dù hủy hết 64 thần thành cũng phải kéo vài cường giả lên đường cùng. Đại Toái, Lôi Trạch, Hoa Tư, Hậu Thổ, Tướng Vương. Lại nói, lúc bấy giờ, Khởi Nguyên đạo thần ở phía bên kia nhìn về phía Càn Thành, hắn cười nói: Cộng với cả Vân Quyển Thư, trí tuệ hóa thần thông có chút khó khăn rồi đấy. Lôi Trạch, Thái Hoàng của ngươi có phải vẫn khó tự bảo vệ mình phải không? Lôi Trạch hừ lạnh một tiếng. Khởi Nguyên đạo thần cười: Ngươi không nói cũng không sao cả. Nếu Thái Hoàng vẫn ở thời kỳ đỉnh phong, lẽ nào lại cho phép tình hình hiện nay xảy ra sao? Hắn đã xông ra lâu rồi, vẫn nói đấu với hắn mới là thú vị, tranh đấu với mấy người Lôi Trạch đạo huynh thì hứng thú ít đi rất nhiều. Sắc mặt của Thiên hơi thay đổi, nhớ lại tình hình khi bị Trung Nhạc truy sát, lên trời không được, xuống đất không cửa, đó mà gọi là hứng thú hay sao? Chắc hẳn Khởi Nguyên đạo thần cũng là đang đùa, chỉ là chuyện đùa này hơi có chút khủng bố. Bên bọn hắn có Thiên, Tuấn Nguyệt, Trường Sinh Đế, Khởi Nguyên đạo thần, Tứ Diện thần và Luân Hồi Thánh Vương. Trong đó Tuấn Nguyệt thần vương kém Tướng Vương một chút, thế nhưng những người khác đều là cường giả cừ khôi, đặc biệt là Khởi Nguyên đạo thần, Tứ Diện thần và Luân Hồi Thánh Vương. Trong đó Khởi Nguyên đạo thần là có thâm khó lường nhất, dù sao hắn cũng hạ giới từ đạo giới rồi lại tu thành đạo thần, hơn nữa đã thoát khỏi cạm bẫy đạo thần, không ai biết được giờ hắn đã ở mức độ nào rồi, thậm chí chưa biết chừng thực lực của hắn đã có thể sánh ngang với Đại Tư Mệnh. Đại Tư Mệnh trở thành đạo thần chắc chắn là vô địch thế gian, thậm chí vượt qua cả Trung Nhạc. Nếu Khởi Nguyên đạo thần cũng đạt tới trình độ đấy thì cho dù Trung Nhạc vẫn còn ở thời kỳ đỉnh phong thì cũng không phải là đối thủ của hắn. Nhưng theo phán đoán của Thiên thì có lẽ Khởi Nguyên đạo thần vẫn chưa đạt tới trình độ đấy, hắn vẫn còn vài phần dè chừng Trung Nhạc, có nghĩa là cho dù hắn có trở thành đạo thần thì cũng vẫn còn khoảng cách với Đại Tư Mệnh. Nhưng Chư Thiên Vô Đạo và Chư Thiên Vạn Đạo thì chắc chắn là lợi khí đối phó với mọi cường giả, thế gian này chẳng mấy người có thể đối kháng được với hai loại thần thông này. Uỳnh 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 uỳnh, chấn động dữ dội truyền tới, 64 thần thành đột nhiên điều chuyển, toàn bộ tiến vào khu luân hồi thứ 7. Cùng lúc đấy, thiên đình chuyển động ngược lại, thiên đình bao la xuất hiện trong khu luân hồi thứ 7. Phía trên thiên đình chính là Vãng Sinh Cung. Vãng Sinh Nương Nương Tư Mệnh xuất hiện trước Vãng Sinh Cung, Vãng Sinh Luân khổng lồ đang từ từ chuyển động. Thiên, Hách Liên Khuê Ngọc, Tứ Diện Thần bọn họ sắc mặt đại biến. Lần này bên địch không chỉ có bọn Đại Toại mà còn thêm một Tư Mệnh Nương Nương đã dung hợp với khu luân hồi thứ 7. Khởi Nguyên đạo thần nhìn Luân Hồi Thánh Vương cười nói: Đạo hữu thấy sao? Tư Mệnh Nương Nương tuy được Thế Hoàng thi triển thủ đoán dung hợp với khu luân hồi thứ 7, nhưng nàng ta đã là kẻ chết rồi, chỉ cần tách nàng ta ra khỏi luân hồi đằng, không cần ta động thủ thì nàng ta cũng chết thôi. Luân Hồi Thánh Vương từ xa nhìn Tư Mệnh Nương Nương cười nói: Hơn nữa đạo hóa trên người nàng ta không biết vì sao đã tắt, không có đạo hóa thì thực lực của nàng ta tụt giảm nhiều, chưa bỏ không khó. Thiên cười: Là Thất Khiếu thần nhân đã dập tắt đạo hỏa trên người nàng ta. Khởi Nguyên đạo thần tìm khéo động tán thưởng: Bản lĩnh của vị đạo huynh này thật đúng là bất phàm mà. Trước mắt đây đã là thủ đoạn mạnh nhất của đế triều Thái Hoàng. Không có Thái Hoàng, đế triều này chỉ có thể dựa vào những kẻ này để mà chống đỡ. Cái gọi là sự phục cưng của Phục Hy thần tộc chẳng khác gì với Phục Bân đạo tôn cả. Trừ bỏ Thái Hoàng rồi thì tất cả đều là gà đất chó cánh. Tứ Diện thần, ta và ngươi sẽ chặn Đại Toái, Lôi Trạch, Hoa Tư, Hậu Thổ. Còn những người khác thì giao cho Thiên và Luân Hồi Thánh Vương. Chúng ta đã chậm trễ lâu quá rồi, nhanh chóng phá 64 thần thành càng sớm càng tốt, nếu không sẽ bị tiểu bối cười nhạo bản lĩnh của chúng ta kìa. Nói rồi hắn tiến về phía trước. Tứ Diện thần cười ha hả cũng tiến về Càn Thành. Trong Càn Thành, Đại Toại để cho mấy đại đế còn sống sót trấn thủ. Hắn nói:
bọn ta ra ngoài chiến đấu, đại chiến ở trong Càn Thành dễ ảnh hưởng tới vũ trụ thiên đồ của Vân Tướng. Lô Trạch, Hoa Tư, Hậu Thổ và Tướng Vương ra khỏi Càn Thành, nghênh chiến Khởi Nguyên Đạo Thần và Tứ Diện Thần. Khởi Nguyên Đạo Thần cười nói: Tướng Vương, người quá yếu, trận chiến này người không thể tham dự, đi tìm Thiên đi, Thiên là đối thủ của người kìa. Tướng Vương thở ra một hơi dài, đôi mắt xanh đảo quanh, đi đường vòng rồi cười: Khải Nguyên, đây là ngươi nói đấy, không phải là ta sợ ngươi. Thiên, ngươi có dám chiến đấu với ta không? Thiên nhìn Luân Hồi Thánh Vương rồi nói: Tướng Vương không đáng phải nghĩ, quan trọng nhất vẫn là 64 thần thành. Lần này phá thần thành phải dựa vào thủ đoạn của đạo hữu rồi. Luân Hồi Thánh Vương ngẩng lên nhìn hư ảnh khổng lồ của Trung Nhạc phía sau thiên đình, rồi nhìn Tư Mệnh Nương Nương nói: Việc này đơn giản, trí tuệ hóa thần thông là có thể vô địch hay sao? Vân Quyển Thư cũng được cười, vẫn là để ta tới dạy hắn thế nào mới là thần thông đi. Dầm một tiếng, Luân Hồi Thung được luyện ra từ thân của sinh mệnh của thụ, cắm ở giữa hai quân. Luân Hồi Thánh Vương thản nhiên nói: Thiên, ngươi chỉ cần để đại quân dưới trướng tấn công, cho dù chết một người cũng tính lên đầu của ta. Luân Hồi Thung khổng lồ, một nửa sừng sững trong khu luân hồi thứ bảy, một nửa sừng sững ở thế giới hiện thực. Thân của sinh mệnh cổ thụ đúng là vĩ đại, giống như một cây cột trụ định tinh hà, uy năng bao trùm toàn bộ đại quân của Hách Liên Khuê Ngọc. Cây luân hồi thung này xuất hiện phù văn hoa lệ, thấp thoáng thấy từng tầng luân hồi tỏa ra từ cây cột. Từng tầng, từng vòng lấy luân hồi thung làm trung tâm, gần sóng tỏa ra bên ngoài, biến mất ở nơi cực viễn. Đúng lúc này, đột nhiên vãng sinh luân khổng lồ bay tới, xoay chuyển mạnh mẽ. Các tòa thần thành xung quanh đột nhiên biến đổi trận hình, vây quanh thiên đình biến hóa không ngừng. Đó là bắt quái trận thế, dùng hình thái lập thể cầu thành tiên thiên bắt quái. Mỗi một tòa thần thành là một quẻ ở trong đấy, quái tượng vẫn đang tiếp tục chuyển hóa. Khu thứ bảy luân hồi có đặc tính phi phàm, không gian ở đây vô cùng quỷ dị. Trong thế giới hiện thực, phi hành tới một nơi cần phải vài chục năm thì ở đây chỉ cần vài canh giờ. Chính vì đặc tính đặc biệt này, rất nhiều thần ma cường đại khi đi đường đều chọn cách vào khu luân hồi thứ bảy, tới nơi rồi từ khu luân hồi thứ bảy đi ra ngoài, tiết kiệm được rất nhiều thời gian. 64 tòa thần thành của đế triều có thể biến đổi vị trí nhanh chóng như vậy, ngoài tác dụng của khu luân hồi thứ bảy thì còn dùng tới hệ thống ám võng của Thiên Ti Nương Nương. Lần này có thể nói là lưỡng đại trí giả đã dùng mọi thủ đoạn biến trí tuệ hóa thần thông cùng đối đầu với tai kiếp này. Phạm vi mà vãng sinh chi lực truyền tới từ vãng sinh luân tuy không rộng như luân hồi thung, thế nhưng ánh sáng có thể chiếu sáng 5-6 tòa thần thành. Những tòa thần thành này liên tục thay đổi phương vị, vãng sinh luân chiếu hết thảy thành trì cũng không mất bao nhiêu thời gian. Vù vù, thần ma thái cực mà mấy người Âm Phiền Huyên, Hoa Thiến Bân và phu thê nhà Bạch Thương Hải tiến lên cũng bay tới. Nằm trong 64 thần thành, phối hợp thay đổi trận thế khiến hư ảnh Trung Nhạc phía sau thiên đình lại càng thêm chân thực, giống như từ hư hóa thực bước ra từ trong hư không vậy. Hư ảnh của Trung Nhạc đến từ vũ trụ thiên đồ. Vũ trụ thiên đồ hấp thụ năng lượng của thần ma thái cực đồ từ 64 thần thành và bát quan, cộng với uy năng khủng bố và năng lực tính toán của luân hồi thiên cầu chiếu lên vũ trụ thiên đồ. Vũ trụ thiên đồ tổ hợp lại những năng lượng này tạo nên hư ảnh cường đại của Trung Nhạc, tái tạo một vị thái hoàng. Đây chính là bản lĩnh của Vân Quyển Thư. Bản lĩnh này cũng thật kinh thiên động địa, nhưng thần thông biến hóa từ trí tuệ vẫn thua kém thần thông chân chính một bậc. Luân Hồi Thánh Vương cười khẩy, bước vào phạm vi công kích của 64 tòa thần thành, rồi tiến về phía thiên đình. Thiên, Tuấn Nguyệt Thần Vương và Trường Sinh Đế thì tiến tới Tướng Vương. Tướng Vương sắc mặt đại biến, thầm kêu khổ: Lại bị tên Khởi Nguyên chây xỏ rồi. Hách Liên Khuê Ngọc hạ lệnh cho đại quân xuống khu luân hồi thứ bảy, bất chấp tất cả tấn công 64 tòa thần thành đang di động liên tục kia. Chảm đáo! Mà phía dưới luân hồi thiên cầu trong thiên đình, Vân Quyển Thư đứng trên vũ trụ thiên đồ toàn lực thi triển. Hư ảnh Trung Nhạc phía sau thiên đình cầm dao đơ lên, đao quang lóe lên vượt qua không gian vô tận, nhắm vào Luân Hồi Thánh Vương chém xuống. Đòn công kích này gần như tái hiện lại khí thế của Trung Nhạc năm xưa, bá đạo vô cùng. Một đao bất ngờ xuất hiện, vô số sự biến hóa của thần đao đều ẩn giấu trong đao quang. Đại đạo lý niệm biến thành mũi đao, không gì không thể phá hủy. Một đao này chỉ trong nháy mắt đã tới đỉnh đầu Luân Hồi Thánh Vương. Luân Hồi Thánh Vương không có bất cứ hành động chống đỡ nào, mặc cho đao chém xuống. Thấy chảm đạo thần đao chém xuống mi tâm của Luân Hồi Thánh Vương, xuống tới tận gót chân. Quả nhiên như ta dự liệu, trí tuệ hóa thần thông của ngươi không dung hợp luân hồi đại đạo. Luân Hồi Thánh Vương khẽ cười, một đao này không gây nên bất cứ tổn thương nào tới hắn, cho dù đao quang như chém trúng người hắn, thế nhưng thực ra là chém vào không gian luân hồi vô tận. Quỳnh một tiếng,
Trên đỉnh đầu Vân Quyền Thư lóe lên một đạo đao quang, kinh thế đao quang nhằm vào hắn mà chém tới. Hư ảnh Trung Nhạc giơ đao chặt tan đạo đao quang kia, sắc mặt Vân Quyền Thư ngưng trọng. Trảm đạo thần thông hắn vừa thi triển bằng vũ trụ thiên đồ lại bị Luân Hồi Thánh Vương dùng thủ đoạn luân hồi phản lại hắn. Táng đạo! Vân Quyền Thư lại hét lên. Hư ảnh Trung Nhạc tiếp tục vung đao, vạn đạo mênh mông mang trầm tích giống như vạn đao điêu linh bị mai táng. Đao ý càng thêm bá đạo, càng thêm khủng bố, chém xuống Luân Hồi Thánh Vương. Luân Hồi Thánh Vương sắc mặt ngưng trọng, cuối cùng cũng dừng bước. Vạn đạo luân hồi. Hai loại đại đạo thần thông lao vào nhau, táng đạo cắt vào từng tầng đại đạo luân hồi. Mỗi khi chém gãy một tầng luân hồi là đao quang chấn động, đến khi chém liên tục mấy nghìn đạo luân hồi thì cuối cùng uy năng cũng giảm sút. Luân Hồi Thánh Vương lắc đầu cười. Dù sao cũng chỉ là hư ảnh, không thể bằng Thái Hoàng được. Hắn tiếp tục tiến về thiên đình, nhưng lúc này hư ảnh Trung Nhạc đằng sau hiện lên các quầng sáng, bên trong lại xuất hiện hư ảnh Trung Nhạc, có đến 7 người. Luân Hồi Thánh Vương sắc mặt biến đổi, kêu lên thất thanh. Ngay cả đạo thần thông này của Thế Hoàng mà ngươi cũng làm ra được sao? Đạo giải! Vân Quyền Thư hét lớn, thất đế hạ luân hồi, thi triển đạo giải đại thần thông. 16 quay đầu, Luân Hồi Thánh Vương kêu lên không thôi, 18 cánh tay phát vung lên như ảo ảnh, oanh kích đạo giải thần thông từ thiên đình. Ộc một tiếng, 16 quái đầu của hắn cùng hộc máu bay ngược về phía sau. Đạo giải của Thái Hoàng thực sự là bất phàm, nhưng ngươi có thể thi triển được mấy lần đấy? Luân Hồi Thánh Vương lấy lại thăng bằng, giơ các cánh tay lên quệt máu ở trên khóe miệng, tiếp tục tiến tới thiên đình. Trong vũ trụ thiên đồ, sắc mặt Vân Quyền Thư tái nhợt, đột nhiên thổ huyết, thân hình loạn choạng, suýt chút nữa đã rơi khỏi vũ trụ thiên đồ. Hắn cố gắng đứng vững, muốn thi triển đạo giải lần nữa, thế nhưng lại thổ huyết, thở hồng hộc, cười nhẹ. Dù sao, ta cũng không phải là bệ hạ. Rốt cuộc bệ hạ làm thế nào mà tu luyện được tới mức cường hãn như vậy đây? Lại nào? Luân Hồi Thánh Vương nhìn đạo giải đang đánh tới, hắn cười khẩy. Chỉ cần 3 chiêu đạo giải là linh hồn của ngươi sẽ không chịu nổi mà phân giải. Đại đạo cũng sẽ phân giải, mà 3 chiêu đạo giải thì căn bản không thể giết được ta. Chiêu đạo giải thứ 2 bạo phát, Luân Hồi Thánh Vương đỡ khiến cho thương thế càng thêm nặng, lại bay ngược về sau, bay xa hơn lần trước, nhưng vẫn nhanh chóng lấy lại thăng bằng, tiếp tục tiến về thiên đình. Trong vũ trụ thiên đồ, trên thiên đình, Vân Quyền Thư học máu ngã ra đất, khí tức cạn kiệt, nguyên tần rạn nứt như đồ gốm, có thể vỡ bất cứ lúc nào. Nhục thân của hắn cũng không còn mảnh da lành lặn nào cả, giống như mặt đất khô hạn lâu năm vậy, hay giống như vỏ cây đầy vết nứt mai rùa, vết thương lan khắp cơ thể như một loại đồ đằng văn quỷ dị. Hắn vốn là một nam tử phong trần thuấn lãng, thời gian qua là thiên tử tướng cao cao tại thượng, lại càng thêm khí độ, nhưng giờ nằm gục trong vũ trụ thiên đồ như một quái vật xấu xí. Trí tuệ không địch lại được thần thông, trí tuệ không địch lại, không địch lại được thần thông, ta không tin. Vân Quyền Thư thều thào cố gắng đứng dậy, da thịt trên người đột nhiên rơi lịch bịch xuống đất, nguyên thần cũng đang trong quá trình tan rữa. Mặc sư đệ, người đã chứng minh trí tuệ có thể tề thiên, vậy thì ta sẽ chứng minh trí tuệ có thể địch lại được thần thông. Hắn cuối cùng cũng đứng dậy, đang định thiêu đốt nguyên thần thì đột nhiên một đôi chân xuất hiện trong tầm mắt của hắn, chỉ nghe một giọng nói ôn hòa vọng lại. Vân Ái Khanh, Mặc tướng rời bỏ chấm ta đã đau lòng lắm rồi, sao chấm có thể lại nhìn ngươi bỏ đi được? Ngươi lùi xuống đi, ngươi thi triển thần thông của chấm sao có thể bằng chấm được? Vân Quyền Thư ngẩng lên nhìn thấy Trung Nhạc đứng trước mặt, ánh mắt ôn nhuận. Bệ hạ vì thần vô năng kinh động đạo thân bệ hạ. Hắn loạng choạng suýt nữa thì ngã, người tới chính là đạo thân Dịch tiên sinh của Trung Nhạc, vội vàng đỡ hắn. Dịch tiên sinh cười. Người cứ lùi xuống nghỉ ngơi trước đi, đừng quá hao tổn tinh thần. Luân Hồi Thánh Vương rất biết đánh, nhưng có đánh lại được vũ trụ thiên đồ của ngươi để lại và kiến giải của chấm hay không? Vân Quyền Thư cười, được mấy vị thần tướng dìu đi. Đạo thân Dịch tiên sinh của Trung Nhạc tọa trấn trong vũ trụ thiên đồ, ánh mắt lạnh băng nhìn hư ảnh của mình ở phía sau, lắc lắc đầu. Hư ảnh của chấm sao có thể đảm bằng được chấm tọa trấn ở đây được? Thân thể của hắn càng ngày càng lớn, rồi dung hợp với hư ảnh của chính mình. Lúc này không có Vân Quyền Thư điều khiển, 64 thần thành dừng vận hành. Đại quân thần ma Hách Liên Khuê Ngọc thống lĩnh lập tức lao vào 64 thần thành, tiếng chém giết vang lên khắp trời. Trong tiếng chém giết kinh thiên động địa đấy, cứ một khoảnh khắc lại có vô số thần ma tử vong bỏ mạng tại chiến trường, dù là bên địch hay bên ta đều giết đến đỏ mắt. Vãng Sinh Luân vẫn đang chuyển động, cuốn lấy linh hồn thần ma tử nạn ở trong 64 thần thành đưa vào Vãng Sinh Luân. Tòa Vãng Sinh và tạo hóa thần khí khổng lồ khởi động, từ trong liên tục sinh ra thần ma,
đi ra từ vãng sinh luân tiếp tục lao vào chiến trường. Cây luân hồi thung này thì càng kỳ dị hơn. Tại nơi quầng sáng luân hồi bao phủ, mọi thần ma dưới trướng Hách Liên Khuê Ngọc tử nạn đều được luân hồi tái sinh, lại lao vào trong chiến trường như kiến. Nhưng so với luân hồi thung, phạm vi của vãng sinh luân bao phủ vẫn là quá nhỏ, chỉ có thể chiếu tới vài tòa thần thành, không thể ảnh hưởng gì lớn tới toàn cục được. Hơn nữa, những thần ma tư mệnh nương nương hồi sinh qua vãng sinh luân chỉ có cảnh giới dưới đế cảnh mới hồi sinh được. Với đại đế chiến tử thì vãng sinh luân bất lực. Nếu như hồi sinh đế quân thì thời gian cũng rất lâu. Lĩnh ngộ của nàng và luân hồi đại đạo dù sao cũng thua xa luân hồi thánh vương, làm được tới mức này cũng là không dễ dàng. Luân hồi thung thì bất phàm, nó được luyện từ thân cây sinh mệnh cổ thụ, chứa trong nó sinh mệnh đại đạo và luân hồi đại đạo vô cùng hùng hậu, dùng để khống chế luân hồi là tốt nhất rồi. Sinh mệnh đại đạo có thể giúp thế gian đại đạo tái sinh nhanh chóng, sinh mệnh sinh trưởng nhanh chóng. Luân hồi đại đạo thì chứa thiên địa đại đạo, cho dù đại đế có tử trận thì luân hồi thung cũng có thể tái tạo nhục thân, tái tạo đại đạo cho đại đế đấy. Nhưng cho dù luân hồi thung muốn hồi sinh đại đế thì cũng mất rất nhiều thời gian. Hơn nữa, nếu như nguyên thần của đại đế cũng bị đánh tan thì luân hồi thung cũng không thể làm gì, không thể hồi sinh được. Chỉ khi có linh hồn hoàn chỉnh thì mới có khả năng hồi sinh. Chỉ có linh hoặc chỉ có hồn thì đều không thể hồi sinh được. Trong vòng bên trong 64 thần thành và trong 8 tòa hùng quan, 20 thánh địa rơi vào trạng thái ngủ vùi, chống đỡ một vùng hư không giới, không ngừng dẫn linh và hồn của thần ma tử nạn của bên mình tới giữ, gửi gắm vào linh hồn vào đó. Và trong hư không giới, 64 thần thành huyết chiến nhiều ngày, dưới từng thành chất đầy thi thể thần ma, thi thể trên từng thành cũng càng ngày càng cao, liên tục có thần ma kéo thi thể của chiến hữu mình xuống. Thần ma phía dưới xông lên lấp chỗ trống, các loại thần binh ma binh cũng oanh kích xuống bất chấp, đủ các loại thần thông cũng đánh xuống như vũ bão. Các vị đại đế hai bên giao chiến cũng đánh đến đỏ mắt, thủ đoạn của đại đế kinh thiên động địa, sát phạt ác liệt, thần thông đế cấp bao trùm phạm vi rộng hơn, đi tới đâu là không gian trăm triệu dặm cũng tan thành tro bụi. 16 vị địa hoàng của Hách Tư thị, 5 vị địa hoàng của Bàn Kê thị càng thêm nổi bật ở trong trận ác chiến. Những vị địa hoàng này đã tu luyện đạo pháp thần thông hiện nay, thực lực có thể sánh ngang với Thái Cổ Thần Vương, chiến lực cực mạnh. Ở bên kia là ngũ đại địa hoàng của Trung Ương thị, thập đại địa hoàng của Lôi Trạch thị, thập đại địa hoàng của Hoa Tư thị, địa hoàng của Linh thị, hai bên đánh giết long trời lở đất, vũ trụ tối sầm. Đáng sợ nhất vẫn chưa phải những vị địa hoàng đấy, mà là đại đế của lục đạo giới. Lục đạo giới khổng lồ tiến về thần thành, chém tan từng thành của các tòa thần thành. Vô số thần ma trên từng thành tan thành tro bụi. Tiếp đấy, đại quân thần ma tràn vào trong thành từ chỗ hở, huyết chiến ác liệt. Thiên tinh động loạn thế giáo. Đột nhiên một tiếng hét lớn truyền tới, các vị tượng cổ đại đế tâm thần dao động, vô số vì sao trong lục đạo giới tỏa sáng, chiếu các vị tượng cổ đại đế thủng lỗ chỗ, thổ huyết không ngừng. Một vị đại đế trung niên giơ hai tay ra, bên cạnh có 7 vị đại đế đi cùng. Bỗng vị đại đế này bắt chéo hai tay, các tòa lục đạo tinh hà trong lục đạo giới giống như những con đại mãng xà màu bạc bay lượn, quấn chặt cứng nhục thân nguyên thần của các vị thượng cổ đại đế. 7 vị đại đế bên cạnh trung niên đại đế kia lập tức cũng lao tới, đế binh oanh kích giết chết những vị, giết chết một vị thượng cổ đại đế. Tinh hà linh thể sao? Là Tích Trưởng Canh ư? Trưởng Canh vương gia sao? Các thượng cổ đại đế khác hùng hổ lao tới, trong đó một người cười khẩy: người sống trong lục đạo giới của ta thì mới có duyên trở thành tinh hà linh thể, giờ lại không tới cảm tá mà lại động thủ với bọn ta, đúng là đại nghịch bất đạo mà. Kính thưa quý vị khán giả thân mến, tập 363 của chúng ta tạm thời kết thúc tại đây. Chúc quý vị nghe chuyện vui vẻ. Xin chào và hẹn gặp lại.